cùng chào đón siêu xe điều khiển Citroen 360 thế hệ mới. Hệ thống đèn LED nổi bật, với bánh sau linh hoạt có thể lật nghiêng 90 độ, giúp xe chuyển hướng dễ dàng và có thể xoay tròn 360 độ. Cùng hai sắc màu đen và cam, tái hiện những pha rượt đuổi nghẹt thở giữa cảnh sát và tội phạm trên đường phố. Giá khuyến mãi cực sốc, giảm 50%, nay chỉ còn 370.000 đồng. Sản phẩm có bán tại hệ thống 3 Kingdom và các cửa hàng do Việt Tinh Anh phân phối trên toàn quốc.